Thưa quý vị, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước: Vietcombank, BIDV, Vietinbank và ACBank, để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Phạm vi triển khai bán vàng chiều ngày 3 tháng 6 đã được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành trong cả nước. Theo đó, việc bán hàng của các ngân hàng thương mại nhà nước là nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không vì mục tiêu lợi nhuận. Với cái nguồn lực dồi dào và công cụ hiện có thì Ngân hàng Nhà nước có đủ khả năng và quyết tâm để bình ổn thị trường, đạt được cái mục tiêu như đã nêu trên, tức là kéo giảm cái chênh lệch giữa vàng trong nước và giá vàng miếng quốc tế. Thì hy vọng là cái giá vàng sẽ được trong nước và quốc tế sẽ nhanh chóng được thu hẹp. Thì hiện nay trước cái diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong nước và quốc tế, thì người dân cần thận trọng hơn trong tham gia các cái giao dịch vàng để giảm thiểu cái rủi ro cho mình. Trong những ngày vừa qua, thị trường vàng trong nước đang phản ứng rất tích cực, giá vàng đã liên tục hạ nhiệt. Theo ghi nhận, đến 15 giờ chiều ngày 3 tháng 6, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 77,5 đến 77,98 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC chính thức rơi khỏi ngưỡng 80 triệu đồng sau thời gian dài tăng phi mã. Hiện nay, để mua vàng, người dân cần mang theo căn cứ công dân đến trực tiếp các địa điểm bán vàng. Người mua có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngày.